Dạ hello, em xin kính chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa cái rây da nữa để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà. Đầu tiên em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng cắt giống cây 351 bướm nè. Một cái hướng này là hướng cắt giống thôi cả nhà. Mã 351 bướm nha, mã 351 bướm. Cái này hiện tại em chia sẻ là em thuần chậu cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, rễ nó ra rất là khỏe luôn rồi nè. Đây nè, cô chú anh chị mình xem ha. Rễ non nè. Đó, rễ non nó bò khắp chậu luôn rồi. Đó, cái phần này em chia sẻ thì hiện tại nó còn một thân đầu này zin thôi nè. Còn một thân đầu này zin. Còn lại là có khai thác hết rồi. Có khai thác hết rồi. Còn một thân đầu này zin thôi. Thì nguyên một cái phần này á, em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 300k em bao ship ha. 300k em bao ship. Đó, cái này là phần giống thôi nha cả nhà. Đó, phần giống chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, với giá là 300k em bao ship. Cây này là cây 351 bướm. 351 bướm thì nói chung là em chia sẻ cũng khá là nhiều và nói tới cây này cũng khá là nhiều rồi. Nó là một cái cây hoa to và rất là đẹp. Hoa to và rất là đẹp. Hoa của nó rất là to, hoa của nó là nó đạt tầm khoảng độ là 16 cm, tầm khoảng độ đó. Tại vì lúc mà em nở bông á, em có chụp hình á, em đặt cái tay em vô vậy nè, là cái bông nó to hết cái bàn tay luôn á, nó rất là đẹp đó. 300k cho cái phần này thôi, tại vì nó còn một thân đầu thôi. Cái này em chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi ha. 300k em bao ship. Cây này là cây 351 bướm đó. Cô chú anh chị nào mà mình chưa có giống á thì mình cứ sưu tầm cây này về chơi ạ. Cô chú anh chị mình á mới chơi mình có thể sưu tầm cây này về chơi cả nhà. Giá như vậy là cực kỳ ok rồi và cô chú anh chị mình chơi những cái dòng này là không bao giờ sai lầm đâu cả nhà. Riêng cây này nở ra bảo đảm với cô chú anh chị là cho dù là bao nhiêu năm đi nữa nó vẫn đẳng cấp và nó vẫn rất là VIP. Đó, nó cực kỳ VIP luôn. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây em có một cái hướng sau. Hai thân nó nằm sẵn trong chậu luôn rồi. Cái này là phần sau thôi nha, phần sau. Hiện tại á thì ở đây em có khai thác một nhát cắt rồi nè. Đó, có khai thác một nhát cắt. Phía sau thì mắt ngủ đầy đủ hết. Đây, cái thân này là vẫn còn mắt ngủ nè. Thân đầu là có khai thác nhưng mà vẫn còn mắt ngủ. Thân này còn mắt ngủ luôn. Đó, thân này còn mắt ngủ. Cái phần này á, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 350.000 em bao ship. Cây này là cây Hắc Lai Tướng số 5. Hắc Lai Tướng số 5. Cây này là một cái cây hoa màu đỏ cam, khuôn hoa rất là đẹp, khuôn hoa tròn. Và cái màu hoa cũng khá là ok cả nhà. Giá này hiện tại em chia sẻ là giá giống. Em chia sẻ cho cô chú anh chị nào mà mình mới chơi mà mình yêu thích những cái dòng cát sưu tầm á. Mình thường á thì những cái dòng cát sưu tầm á thì cái giá trị nó sẽ cao đó. Cũng rất ít khi mà em có những cái hướng phía sau như thế này đó. Nói chung là những cái hướng này thì sẽ gọi là những cái hướng giống đó. Chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái giá rất là êm luôn, cực kỳ êm luôn, để cô chú anh chị mình mới chơi có thể tiếp cận những cái mặt bông đẹp mình chơi nha cả nhà đó. Mã Hắc Lai Tướng và hiện tại em chỉ có một phần phía sau này thôi, một phần duy nhất cho cô chú anh chị nào mà nhanh tay chốt trước thì được trước nha cả nhà. Đó, nếu mà cô chú anh chị nào mà mình lỡ hẹn á thì hẹn cô chú anh chị mình vào dịp khác đó, em có thì em lại tiếp tục quay lên em chia sẻ cho cả nhà mình ha. Mã Hắc Lai Tướng số 5, Hắc Lai Tướng số 5 đó. Nói chung là những cái cây á khi sổ ra á thì sẽ có cây anh chị mình đặt tên, còn sẽ có cây á, anh chị mình không có đặt tên, nên khi em sưu tầm về á, thì em sẽ đánh mã lại để cho dễ nhớ đó. Hắc Lai Tướng mã số 5, cây này là một cái cây hoa màu đỏ cam đó. 350.000 cho cái phần này, hoa cực kỳ đẹp nha cả nhà. Cô chú anh chị mình nên sưu tầm cái cây đó, nên sưu tầm cây đó rồi. Và ở đây em có một cái phần ok 5 nè, phần ok 5. Phần này hiện tại á em chia sẻ là phần hai thân. Cái này em trồng là có rễ đó nè, rễ nó xuống khá là nhiều rồi. Nói chung là rễ nó mới xuống thôi, mới xuống rễ thôi, tại vì cái hướng này em mới trồng lại. Nhưng mà rễ hiện tại nó ra khá là nhiều rồi. Đó, rễ ra khá là nhiều rồi. Hướng này là hướng hai thân, thân sau là có khai thác, thân sau em có khai thác ha. Thân đầu là thân nguyên zin nè. Thì cái hướng này á em cũng chỉ được có một hướng thôi.
cũng cây của nhà em tách ra, cho nên là hôm nay em sẽ sale cho cô chú anh chị mình sưu tầm nè. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt bông này thì mình liên hệ với em. Cây này hoa nó rất là đẹp, đặc cây này đặc biệt ở cái chỗ là ở cái lưỡi của nó. Cái lưỡi nó có một cái bệt vàng giống như kiểu một cái cánh bướm, giống như kiểu cái cánh bướm đó, cho nên hay gọi cái cây này là cây ok năm bướm đó. Nó rất là đẹp cả nhà, rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình nên sưu tầm. Hiện tại em chỉ có một hướng duy nhất này để chia sẻ cho cô chú anh chị mình thôi, có một hướng thôi nha. Mà cái hướng này á, hiện tại thuần chậu đã, nói chung là trồng như này là cô chú anh chị mình khá là yên tâm rồi đó. Cái này về cô chú anh chị mình cứ treo lên chăm sóc bình thường thôi cả nhà, tại vì hiện tại em trồng rễ nó ra khá là ok rồi đó. Phần này á thì em sale cho cô chú anh chị mình chỉ với giá là 850.000, một giá duy nhất, một giá duy nhất và riêng ngày hôm nay thôi đó. Riêng ngày hôm nay thôi, tại vì khi mai mốt nếu mà cô chú anh chị mình chưa ai yêu thích đó, thì nó lên chắc chắn là cây sưu tầm, khi mà nó lên nhiều thân thì cái giá nó phải khác rồi đó. Em chia sẻ cái giá trong ngày hôm nay thôi là 850.000 trong cái video hôm nay, 850.000 em báo xíu cho cô chú anh chị mình luôn. Tất cả các cây sưu tầm á, ở vườn em mà cô chú anh chị mình đã sưu tầm ở vườn em thì cả nhà cũng biết rồi, là nói chung là ship em sẽ chịu hết, cho nên cả nhà mình yên tâm. Cái vấn đề mà tiền ship ở cây sưu tầm thì cả nhà không phải suy nghĩ nó, không phải lo suy nghĩ nó đó. Em bán là riêng về cây sưu tầm em đã bán, thì kể cả là cây đắt tiền hay cây rẻ tiền hay cây như nào, kể cả là chia sẻ giống như này, em vẫn bao xí cho cô chú anh chị mình hết nha đó. Rồi phần này là 850.000 nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị nào mà chưa có giống thì mình nên sưu cầm cây này đi, rất là đẹp nha cả nhà, rất là đẹp đó. 850.000 cho phần này thôi. Rồi em chia sẻ là cái phần cây 561 này nè, cây 561 này nè, cây này cũng hoa cũng khá là đẹp, một cái cây hoa màu vàng lưỡi đỏ, và cái màu vàng của nó là màu vàng tươi rất là đẹp. Cây hiện tại em thuần chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó, đang la rễ rất là đẹp. Cây này chuẩn bị thành ba thân luôn rồi, chuẩn bị thành ba thân luôn rồi đó, chuẩn bị mở lá luôn rồi nè đó. Cái phần này em cũng chia sẻ với giá là 850.000 cho cái phần này. Cô chú anh chị nào chưa có giống mình cứ sưu tầm cái này về chơi cả nhà, rất là đẹp. Màu hoa của nó là màu vàng lưỡi đỏ, vàng lưỡi đỏ, cái màu vàng của nó rất là đẹp, nó rất là tươi. Màu vàng của nó nhìn nó rất là tươi, cái bông hoa nhìn nó rất là tươi và nó rất là đẹp, nó rất là sáng màu đó. Cô chú anh chị nào mà mình yêu thích những cái màu như kiểu này đó thì mình nên sưu tầm cái này. Thứ nhất giá rất là ok, giá rất là ok để cô chú anh chị mình dễ tiếp cận, dễ sưu tầm về chơi đó. Và cái dòng 561 nè thì thường nó cũng khá là xiên bông, nó khá là xiên bông nha. Dòng 561 nó rất là xiên bông. Và cái cây này màu hoa, khuôn hoa của cây này cũng khá là ok, khá là ok. Đó, 850.000 cho nguyên một cái phần này luôn. Đó, nói chung là nguyên zin nha, phần này là phần nguyên zin. Đó, em chưa khai thác gì hết. Chưa khai thác. Đó, mắt ngủ đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết luôn. Cây hiện tại là thuần trong vỏ thông cho cô chú anh chị mình luôn rồi, thì về cô chú anh chị mình cứ treo lên và chăm sóc, và mình chăm sóc, mình chơi bông thôi, rất là đẹp. 850.000 cho cái phần đó. Và cuối cùng trong cái video hôm nay em sẽ có một cái cây B5 cực kỳ đẹp, B5 cực kỳ đẹp, B5 VIP rất là đẹp. Cái màu bông của nó thì thôi rồi, tuyệt vời luôn cả nhà. Cây này màu bông thì cực kỳ đẳng cấp rồi, cây này màu bông cực kỳ đẳng cấp rồi. Cái chậu em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, hiện tại là chậu 3 thân, chậu 3 thân. Thân giữa này là có khai thác một nhát cắt nè, đây thân giữa là có khai thác một nhát cắt. Thân cuối là thân nguyên zin, thân cuối là thân nguyên zin. Thân đầu cũng là thân nguyên zin luôn. Cây này hiện tại đã cho bông 2 lần. Và nói chung là cây này cũng khá là xiên bông á cả nhà. Cây này em thấy là khá là xiên bông. Cái này là nó nằm trong cái chậu to lúc trước á, tách ra. Đây, thân này nó lên nó cho bông, thân này nó lên nó đủ lực lại nó lại cho bông tiếp. Đó, thì mới trồng. Nhưng mà cái này là tách trồng từ cái phần giữa, trồng từ cái phần giữa lên, cho nên nó lên lại cái thân này á thì nó vẫn chưa đủ lực để nó lên bông lại. Đó, thì khả năng cái này á về cô chú anh chị mình phải trồng thêm một thân nữa thì cái cây nó phải đủ lực, cái thân nó phải to, nó đủ lực thì nó sẽ cho bông lại. Và màu bông của cây này
khuôn bông của cái này rất là đáng để cô chú anh chị mình sưu tầm. Rất là lâu rồi, rất là lâu rồi em mới có lại cái cây này để chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cây này đó, lúc trước có hỏi em để chia sẻ thì cả nhà liên hệ lại giúp em nha. Tại vì có dặn em mà đôi khi nhiều quá, nhiều khách dặn quá em cũng không có nhớ rõ là ai dặn, cho nên á là em quay lên đây luôn. Thì cô chú anh chị nào mà thấy yêu thích cái cây này thì mình cứ liên hệ với em. Số điện thoại của em thì em có ghim ở trên cái tiêu đề của video. Và số điện thoại của em thì hầu như ngày nào em cũng có nhắc tới rồi, là số điện thoại là 0386 232 357 nha cả nhà. Đó là số điện thoại của em, số em đăng ký Zalo. Cả nhà có thể là nhắn tin qua số điện thoại, nhắn tin qua Zalo, hoặc có thể điện thoại trực tiếp, hoặc cả nhà có thể nhắn tin qua Facebook của em. Facebook của em là nick là Thiện Bình Phước đó, em dùng tên đó và hình ảnh của em trên Facebook luôn, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy yêu thích mặt bông nào cứ liên hệ với em nha cả nhà. Rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha, hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác. Em sẽ chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình những cái mặt hoa, các loại da nữa để cô chú anh chị mình cùng xem.